Xin chào mừng các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh đến với trang học trực tuyến olm.vn Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chương trình toán lớp 6 mới và cụ thể là với bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống qua phần biên soạn của nhóm toán olm.vn và sự đồng ý của thầy Doãn Minh Cường đồng tác giả của bộ sách toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống Ở trong phần trước thì chúng ta đã tìm hiểu chung về chương trình toán lớp 6 mới thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với mạch kiến thức đầu tiên, đó là mạch số và đại số. Trước tiên, ta sẽ nói qua về cấu trúc của mạch số và đại số trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ở nội dung tiếp theo, ta sẽ đi so sánh sách giáo khoa hiện hành và sách giáo khoa mới, cụ thể là sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Ở phần số 3, sẽ là mẫu giao án, cũng như minh họa cho một bài dạy cụ thể ở phần số và đại số này. Đầu tiên là về cấu trúc thì mạch số và đại số sẽ bao gồm những đơn vị kiến thức sau. Thứ nhất là số tự nhiên cùng với các phép toán với số tự nhiên. Tiếp theo sẽ là số nguyên cũng như các phép toán với số nguyên. Sau số nguyên ta sẽ đến với các phân số cũng như phép toán với phân số. Cùng với phân số có số thập phân, các phép toán với số thập phân và một phần có ứng dụng rất nhiều trong thực tế đó là ước lượng và làm tròn. Từ các cấu trúc này thì sẽ tương ứng với các chủ đề ở trong bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đầu tiên là số tự nhiên. Chủ đề thứ hai là tính chất chia hết trong tập số tự nhiên. Chủ đề số 3 là số nguyên. Tiếp theo là phân số và cuối cùng số thập phân sẽ được chia thành chủ đề cuối cùng. Các nội dung so với chương trình cũ thì hầu như là không thay đổi. Tuy nhiên, thời lượng đã được giảm đi rất nhiều, còn lại 69 tiết so với 110 tiết như chương trình sách giáo khoa hiện hành. Và từ đó, ta sẽ tiến hành so sánh sự giống và khác nhau giữa sách giáo khoa hiện hành hay ta gọi tắt là sách giáo khoa cũ với sách giáo khoa mới và điển hình là bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ở trong chương số 1, số tự nhiên. Ở sách giáo khoa cũ ta có bài đầu tiên, tập hợp phần tử của tập hợp khi sang sách mới chúng ta cũng có bài số 1 là bài tập hợp. Bài số 2 thì bao gồm tập số tự nhiên và thứ tự trong sách cũ, nhưng chuyển sang sách mới sẽ là bài cách ghi số tự nhiên. Cách ghi số tự nhiên sẽ được tìm hiểu trước thứ tự trong tập số tự nhiên, như vậy đã có sự sắp xếp lại ở bài 2 và bài 3. Bài 4 ở sách giáo khoa cũ là số phân tử của tập hợp cũng như tập con. Phần này Chúng ta sẽ không tìm hiểu ở trong chương trình sách giáo khoa mới. Phép cộng và phép nhân, cũng như phép trừ và phép chia sẽ được bố trí lại. Với phép cộng và phép trừ, tiếp theo là phép nhân với phép chia được tìm hiểu cùng với nhau. Vẫn là nội dung ở trong trường số tự nhiên thì lũy thừa, phép nhân lũy thừa cũng như phép chia lũy thừa cùng cơ số sẽ gộp chung lại thành bài lũy thừa với số mũ tự nhiên. Và cuối cùng Bài thứ tự thực hiện phép tính thì vẫn đồng nhất giữa sách giáo khoa cũ và sách giáo khoa mới. Đó là những sự giống và khác nhau đầu tiên giữa sách giáo khoa cũ và sách giáo khoa mới. Ngoài ra thì chúng ta cần phải chú ý những thay đổi. Đầu tiên là tập rỗng, tập rỗng sẽ không được đề cập đến ở trong chương trình sách giáo khoa mới, cho nên trong quá trình dạy các giáo viên cũng đặc biệt phải lưu ý tới các ví dụ mà có thể dẫn tới tập rỗng. Ví dụ như ở trong một lớp học mà chúng ta lại lấy ví dụ là có bao nhiêu bạn tên là An, tuy nhiên trong lớp đó lại không có bạn nào tên là An cả, thì đó là một ví dụ liên quan tập rỗng mà chúng ta cần phải tránh. Tiếp theo là số phần tử của tập hợp, tập con hay chính là bài số 4 ở trong sách giáo khoa cũ cũng không được đề cập tới ở trong sách giáo khoa mới. Như vậy, tập con, số phần tử của tập hợp hay thậm chí là các ký hiệu giao hay hợp của các tập hợp chúng ta đều không tìm hiểu Ngoài ra, ở trong bài đầu tiên khi nói về tập hợp thì có một sự thay đổi đó là chúng ta chỉ sử dụng dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa các phân tử của tập hợp. Ở bài số 2 và bài số 3 thì cách ghi số tự nhiên sẽ được giới thiệu trước thứ tự trong tập số tự nhiên. Do đó, ở trong bài số 2 chúng ta chú ý vào các ký hiệu lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng. Ta sẽ không sử dụng ở trong bài này bởi vì các ký hiệu này phải đến bài số 3 thứ tự trong tập hợp số tự nhiên thì mới giới thiệu đến. Một chú ý quan trọng nữa đó là bài lũy thừa với số mũ tự nhiên. Ở trong bài này, ta có các công thức về nhân hoặc chia lũy thừa có cùng cơ số. Tuy nhiên ta chưa áp dụng công thức A mũ m tất cả mũ n bằng A mũ m nhân n bởi vì đây là nội dung kiến thức ở trong chương trình toán lớp 7. Trên đây là những sự so sánh và các thay đổi cần chú ý ở trong trường số tự nhiên. Chương tiếp theo, tính chất chia hết trong tập số tự nhiên. Nếu như ở sách giáo khoa cũ, thì phần tính chất chia hết này nằm ở cùng chương với trường số tự nhiên. Tuy nhiên, sang sách giáo khoa mới thì đã tách thành một chương riêng biệt. Trong đó, các bài tính chất chia hết của một tổng cùng với ước và bội sẽ được gộp chung thành quan hệ chia hết và tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Và bài dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Chúng ta sẽ gộp lại thành một bài dấu hiệu chia hết Các bài số nguyên tố hợp số Và phân tích ra thừa số nguyên tố ở sách giáo khoa cũ Cũng sẽ gộp thành một bài số nguyên tố Tiếp theo là các bài ước chung, bội chung, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất Chúng ta sẽ gộp lại và phân chia thành hai bài, bài ước chung, ước chung lớn nhất và bài bội chung, bội chung nhỏ nhất. Như vậy ở trong chương tính chất chia hết này, chúng ta đã có sự sắp xếp lại các bài so với sách giáo khoa cũ. Những đơn vị kiến thức quá nhỏ sẽ được gộp lại thành một bài để các em học sinh có cái nhìn tổng quát hơn về khung chương trình. Và ở đó, chúng ta có những thay đổi cần phải chú ý như sau. Đầu tiên, giao của các tập hợp sẽ không được sử dụng để dạy về ước chung lớn nhất hay bộ chung nhỏ nhất. Thêm vào đó, khi nói về ước chung cũng như ước chung lớn nhất, thì chúng ta sẽ đưa ứng dụng của chúng vào việc rút gọn phân số đưa về phân số tối giản. Còn ở bài bộ chung, bộ chung nhỏ nhất, thì chúng ta sẽ đưa ứng dụng của chúng vào việc quy đồng mẫu số của các phân số. Ở chương số nguyên, sách giáo khoa cũ với 3 bài làm quen với số nguyên âm, Tập hợp các số nguyên và thứ tự trong tập hợp số nguyên ta gộp lại thành một bài tập hợp các số nguyên. Các bài học cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu, tính chất của phép cộng các số nguyên hay phép trừ hai số nguyên, chúng ta đều gộp lại thành bài phép cộng và phép trừ các số nguyên. Thì bài quy tắc dấu ngoặc quy tắc chuyển vế chúng ta sẽ gộp chung thành bài quy tắc dấu ngoặc, trong đó quy tắc chuyển vế sẽ không được đề cập tới liên quan tới phép nhân, nhân hai số nguyên khác dấu, nhân hai số nguyên cùng dấu cũng như tính chất của phép nhân, ba bài này ở sách giáo khoa cũ sẽ gộp lại thành bài phép nhân của số nguyên. Còn bội và ước của số nguyên, ta sẽ thay đổi tên bài học thành phép chia hết, bội và ước của một số nguyên. Cũng tương tự như ở chương 2, ở phần này những đơn vị kiến thức quá nhỏ đã được gộp lại. Không chỉ thế ở phần số nguyên này có rất nhiều những lưu ý, những thay đổi mà Cả giáo viên và học sinh cần phải chú ý. Đầu tiên, chúng ta không còn khái niệm giá trị tuyệt đối so với chương trình cũ, cũng như là quy tắc chuyển vế. Như vậy, các bài tập liên quan tới giá trị tuyệt đối cũng như các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các số nguyên mà sử dụng giá trị tuyệt đối sẽ không được đề cập tới. Vậy bỏ giá trị tuyệt đối đi thì làm thế nào để học sinh hiểu được các phép toán với số nguyên? Ví dụ bài phép cộng và phép trừ số nguyên. Nếu như sách giáo khoa cũ muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả. Thì ở sách giáo khoa mới, ta thay giá trị tuyệt đối bằng phần số tự nhiên. Như vậy, muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả. Do đó thay cho thuật ngữ giá trị tuyệt đối đơn giản hơn, chúng ta sẽ giải thích cho học sinh đó là phần số tự nhiên ta sử dụng thuật ngữ phần số tự nhiên. Một điểm khác biệt mà chúng ta có thể thấy rất rõ ở trong sách giáo khoa mới đó là việc lược bỏ đi những phần kiến thức hàn lâm thay vào đó là những nội dung kiến thức trực quan hơn giúp cho học sinh dễ nắm bắt hơn. Ví dụ về phép nhân số nguyên, cụ thể là phép nhân hai số nguyên là âm. Nếu như ở sách cũ, chúng ta đi từ phép nhân 1 với âm 4 chuyển sang phép nhân 0 với âm 4 tức là ta tăng thêm 4 đơn vị Vậy thì âm 1 nhân với âm 4 ta cũng tăng thêm 4 đơn vị. Kết quả sẽ là 0 cộng với 4 và bằng dương 4. Thì ở trong sách giáo khoa mới ta sẽ tiếp cận trực tiếp hơn. Đơn giản là chúng ta chỉ việc đổi dấu 1 nhân âm 4 bằng âm 4 thì âm 1 nhân âm 4 sẽ bằng dương 4. Tiếp theo là phần phân số. Đây có thể nói là phần có nhiều thay đổi nhất so với sách giáo khoa cũ. Đầu tiên là 4 bài mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau Tính chất cơ bản của phân số, hay rút gọn phân số, ta gộp thành bài mở rộng phân số, phân số bằng nhau. Các bài quy đồng mẫu số và so sánh phân số sẽ gộp lại thành bài so sánh phân số và hỗn số dương. Tiếp theo, phép cộng phân số, tính chất cơ bản của phép cộng phân số và phép trừ phân số sẽ được gộp lại thành phép cộng và phép trừ phân số. Tương tự, phép nhân phân số, tính chất cơ bản của phép nhân phân số và phép chia phân số sẽ được gộp lại thành bài phép nhân và phép chia phân số. Cuối cùng là tìm giá trị phân số của một số, cũng như bài tìm số biết giá trị một phân số của nó, được gộp lại thành bài hai bài toán về phân số. Ở trong bài so sánh phân số hỗn số dương thì chúng ta sẽ đề cập ngay tới hỗn số ở bài này và chú ý chỉ đề cập tới phần hỗn số dương mà thôi phần kiến thức còn lại trong chương phân số ở chương trình sách giáo khoa cũ chúng ta chuyển sang chủ đề số thập phân trong sách giáo khoa mới ở sách giáo khoa cũ thì số thập phân cùng với hỗn số và phần trăm chuyển sang sách giáo khoa mới ta sẽ tách thành các bài số thập phân tính toán với số thập phân và làm tròn ước lượng bởi vì phần này có rất nhiều ứng dụng trong thực tế do đó với chỉ một bài trong sách giáo khoa cũ thì sẽ không thể đề cập tới hết những ứng dụng của số thập phân ở trong thực tế còn bài tìm tỷ số của hai số và biểu đồ phần trăm sẽ được đưa thành một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm cũng ở trong trường số thập phân này. Và đây là một chủ đề mới, do đó có rất nhiều thay đổi cần phải chú ý. Những nội dung kiến thức mà chúng ta cần phải đạt được ở trong trường này đó là mô tả chi tiết các quy tắc tính, tính chất các phép toán liên quan đến số thập phân. Thứ hai là phần ước lượng làm tròn được trang bị thành một bài học riêng để cho học sinh thấy tầm quan trọng ở trong thực tiễn của chúng. Cuối cùng là gắn số thập phân với những vấn đề thực tiễn. Chúng ta có thể điểm ra đó là các bài toán liên quan tới lãi suất tín dụng, các số liệu lỗ lãi trong kinh doanh chẳng hạn hoặc các thành phần chất ở trong hóa học. Và vừa rồi thì chúng ta đã so sánh giữa sách giáo khoa hiện hành và sách giáo khoa mới cụ thể là sách kết nối trí thức với cuộc sống để thấy rõ được sự giống và khác nhau giữa hai bộ sách này.